Café Zona. Chincha, te como no me tiene la casa con un dabo. Wish me baño mi de un lelo. Baño mi mamá. Buon caffè da qui, ten la Occhio Caffè, la Occhio Caffè con la gun giao del tan, la giao del tan gian, lei la di bo, mofu, hai fu, nha, mofu, nha, dietì la mozzam, hai mi hai le loi, con del tan, qua mo, non fo, o chi vina, la gian, la lei, cu, nha, la, in tan, sai, o, fa, này là có nhiều người yêu đi hết nhưng hiện nay là khó quán cà phê này giới thiệu chấm mặn là chắc chắn là ngon á, là thoải mái, là sạch sẽ, là đây có một đồ uống đặc biệt á, bên đó là cái gì mọi người đoán nào á, có nghĩa là đồ uống đó là cà phê chấm á. Thật là 2 năm, 3 năm trước là mình đã ăn giới thiệu cà phê chấm. Nhưng khi đó là vấn đề không ngon, ngon mà là hơi hơi đậm, là ngọt, là vị lạ cho thôi á. Nên mình muốn thử một lần nữa nha. Nên nhẹ ở đây nha. Ok, đi thôi. Okio Cafe. Là có một cocoa và trứng nè. Hấp dẫn. Nhìn thử nhé, nhìn thử nhé. Cà phê sữa đã. Sau khi uống thì có hai vị
café, Juan Café y tú. Yo me llena era hip hop, y no yo vaya. Me llena, canta bueno y joven, yo vaya. De un café, yo gala. Phong cách đặc biệt là phong cách lạ. Khu vực này là có nhiều người du lịch, là có nhiều người nước ngoài nên mình nghĩ là vị cà phê chấm này là vừa miệng người nước ngoài. À, có thể là chủ quán cà phê này là đã thay đổi vị cà phê chấm này cho người nước ngoài, tại vì là và bây giờ là không thấy hơi ngon nữa. Sự nặng là chỉ vì là mặt hơi hơi mặt là một đi là 75.000 đồng. Cái này là cà phê sữa cao cấp nè. À đúng, cà phê sữa cao cấp. Bây giờ là trong miền quận là có biển kéo dài đó. Thế này là có trống em biển nhẹ hơn cà phê sữa là đơn giản biển mới biết có cà phê trống đã thật là mình chưa bao giờ nghe người nhà thích cà phê chấm nóng này. Nhưng nếu là ướp cà phê chấm đá thì sẽ cho em thích hơn, và chắc chắn mọi người thích nghe là theo Google này là quán này là 405 điểm là khá dư nhé. Trăm năm điểm là Google là đất tổng mình là thông tin của Google là chính thức, tại vì là ở đây là trung tâm Sài Gòn nên rất là rất thích tiền gửi, ở đây là nơi tiền gửi nhiều phí là mỗi ngày cũng được nha. Nên một chặng năm điểm rồi. Nên một chặng chặng này quán này là toàn là để chặng trí để có chân có nhìn chặng trí để. Và bây giờ là 11 giờ mình là tổng người nhưng mà không là bình em mọi người hãy đến ở đây nhé. Tiếp theo này.